Hôm nay ngày 4 tháng 7 năm 2021, hai chiếc nồi chiên không dầu Laisa Rumtek 8 lít hàng nhập khẩu nguyên chiếc gửi về cho anh Thành Trung, địa chỉ Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước. Và hai chiếc nồi chiên này nhà em trước khi gửi đi sẽ kiểm tra lại toàn bộ các chức năng và phụ kiện. Chiếc nồi thứ nhất này, đèn đã sáng này, thanh đảo đã chạy này, quạt đốt lưu gió đã chạy này. Trong lòng nồi tất cả mọi thứ ok này. Chiếc thứ hai, chiếc bên cạnh, phía trên cái màng của lớp bảng điều khiển điện tử này nó có một lớp ni lông để bảo vệ chống xước. Khi nào mà sử dụng thì anh tháo ra. Đèn đã sáng, thanh đảo chạy. Phía trong lòng nồi ok. Và tay đảo này thì bình thường mình sẽ tháo ra cất đi. Lúc nào rang nạc, rang hạt điều, hạt rẻ, các loại hạt thì mình lắp nó vào. Và khi lắp nó vào thì mình chỉ lên là gá ốc này thôi, không nên vặn chặt, chỉ gá vào thôi. Em cam kết hàng là hàng nhập khẩu nguyên chiếc, có tem mác nơi sản xuất, phiếu bên xuất nhập khẩu, có mã số thuế đầy đủ, hàng đi đường chính ngạch, không phải hàng lắp ráp, hàng rẻ tiền, hàng trôi nổi, nên là các bác yên tâm tuyệt đối về chất lượng. So với các hàng trôi nổi không có tem phiếu tên tuổi trên thị trường, làm nhái, hình thức bên ngoài giống y xì nhưng mà chất lượng không ổn định. Hàng em là cam kết hàng đi đường chính ngạch, hàng nhập khẩu, có giấy tờ tem mác phiếu nhập xuất nhập khẩu đầy đủ, có mã số thuế. Các bác nhìn thì biết ngay ngay cái hình thức bên ngoài nó rất là bóng bẩy, và chiếc nồi B rất là chắc tay lặng. Mọi chi tiết xin liên hệ Thành Được, địa chỉ Nam Sơn, Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội. Điện thoại 0949873111.